cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chào chị. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Các Xe Là Nhựa, và chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình này, Loop Tour Thời Gian. Ở phần đầu chương trình, khi giới thiệu về bộ sưu tập cassette màu đỏ, tôi đã nói rằng sắc màu này gợi nhắc rất nhiều về vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Một người luôn tràn trề năng lượng như ngọn lửa cao nguyên. Chỉ cần chị cất giọng, khán giả sẽ ngay lập tức nhận ra một giọng hát mang đậm chất núi rừng không thể lẫn với ai, vừa mạnh mẽ, vừa nồng nàn, luôn hừng hực sức sống. Hãy cùng chúng tôi chào đón người được mệnh danh là họa mi của núi rừng Tây Nguyên, ca sĩ Siêu Flex. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chào chị Siêu Flex. Hay chào em. Vâng, lâu lắm rồi mới được đón chị đến với thủ đô Hà Nội và đến với Đài Truyền hình Việt Nam. Và trong không gian này thì tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi mà tất cả những người ngồi dưới kia, các bạn chơi, ban nhạc cũng đều rất nhớ chị Siêu Flex. Không biết là chị có nhớ tụi em không ạ? À, đương nhiên. Chị cứ tưởng là không gặp được em đó, tại vì chị có đọc báo á. Chị nói, người ta nói là đọc là, trên mạng. Nhà trên mạng là em chết rồi, giống như chị vậy đó. À, nhưng mà bây giờ chị thấy em rồi cho nên dạ, vâng. Em biết mình mừng sao? Lắm, mình mừng lắm. Em biết tại sao chị hôn em không? Tại vì là em còn sống. Dạ vâng, cảm ơn chị. Các bạn đã thấy chưa? Ngọn lửa đang lan từ Tây Nguyên đến với Đài Truyền hình ngay lập tức với những câu chuyện rất vui của chị Siêu Flex. Lời đầu tiên xin cho phép em Hoàng Tôn xin được gửi một lời chào thân thương nhất đến chị Siêu Flex. Cảm ơn em rất là nhiều. Thực sự rằng là lâu quá chị không gặp Hoàng Tôn. Cái cậu này có những cái bài hát rất là hit mà hồi đó chị nhớ rằng là ai cũng hát bài của em hết, mà chị cũng rất là thích nghe. Vâng. Thế chị có biết đội bên này không ạ? Chị chào chị ạ. Ơi chào em. Nói chung như này, chị thích em á, chị thích một cái là chị đứng với em ngang tầm. Không đứa nào cao hơn đứa nào. Ok. Dạ, I love you. Dạ, em rất là vui vì hôm nay em được gặp và có thể là có cơ hội được hát cùng chị. Về phần âm nhạc thì không có thể nói được gì nữa rồi. Nhưng mà em muốn nói là em yêu quý chị vì thật sự là chị luôn là chị. Nên em rất là thích cái điều đấy. À, diễn không phải là chị. À, cái gì mà nó mộc mạc nhất là chị. Dạ, đúng rồi. Với lại cho chị gửi lời chào ban nhạc. Đây là ban nhạc phải nói là từ khi mà Siêu Flex hợp đúng tác với VTV. Em làm việc với Phương, làm việc với Bình. Hai em này trẻ này, như là chị lần đầu tiên làm hay sao nhỉ? Dạ. Không hả? Bạn Hải thì chắc chắn là phải làm lâu rồi. Tại vì chị chắc cũng phải đến 700 người. À thế à? Ở chị xin lỗi em nghe, ủa em già tới vậy luôn. Nói chung vậy nè, mấy em vẫn cứu máu với chị như vậy, chị rất là cảm ơn. Tại vì vậy nè, ca sĩ là chỉ cần có như thế thôi. Linh hồn của ban nhạc trong chương trình này là anh Thanh Phương, nên chị cần hôn anh Thanh Phương một cái để tí nữa anh đánh cho hai chị ạ. Để chị hôn cái coi. Ca sĩ Siêu Flex vừa đi ra là đã đi khắp cả sân khấu rồi. Tôi nghĩ là phải mấy cây số rồi đấy. Chị là về cho cô. Vâng, chúng ta có thể cảm nhận ngay được năng lượng từ ca sĩ Siêu Flex. Có lẽ rằng với rất nhiều người thì chị là một thần tượng trong lòng họ. Chị Siêu Flex đã đến với âm nhạc như nào? Siêu Flex thích hát thôi. Nhưng mà người nhà, nhất là bà ngoại, hồi đó còn sống. Bà ngoại phải nói quyết liệt, như là không muốn cho Siêu Flex hát. Khi mà đang học cấp 2 ở Công Tâm á, thì là Siêu Flex hát suốt ngày. Có văn nghệ á, thì là Siêu Flex đều tham gia. Nhưng mà khi về nhà là bị đòn. Là vì bà ngoại nè, ta không thích mày hát, mày chỉ cần học cho bà. Không hát không gì hết, nhưng mà vẫn hát. Thế là bà ngoại nói, không, tao dạy mày không được nữa rồi, tao sẽ gửi mày qua bác. Siêu Flex mới đi Ba Mi Thuột ở với bác hai. Thì là bác hai thì lấy vợ người ED. Cho nên là Siêu Flex có những bài hát mà Bana mà chị đã dịch lại tiếng ED là bài Ô vật ơ vô rộng tây cầu đĩa Mi nào cơ mà nào cơ bra Búc búc cơ lý mi trôn nhà mày đi chứ bỏ cũng ngồi bỏ hôi bỏ nhà. Nhạc
say. Đó là bài ru của đây. Em được biết là đồng bào dân tộc của chị nhiều người hát rất hay. Chị có nghĩ là chị may mắn hơn họ khi mà gặp người, gặp thời và gặp tất cả các thứ để chị trở thành ca sĩ như này không? Chị may mắn hơn họ là vì cái thời lúc đó người ta không có nghĩ là ca sĩ là phải đẹp. Lúc nào cũng phải lộng lẫy. Nhưng mà người ta chấp nhận siêu break bằng thực lực của mình, bằng giọng hát thực của mình. Một người 72kg mà em biết chị lúc đó mà thì chị đâu có cần gì làm gì đâu. Thì chị mặc rất là đơn giản, ăn nhại, yêu thương chị. Vậy đó là có một cái sự may mắn. Thật sự là vậy. Hôm nay chị có nhìn thấy không ạ? Sắc đỏ của tất cả những chiếc cassette trong bộ sưu tập của chúng em, không biết có gợi lại cho chị một thời ký ức mà chị được quen với những chiếc băng cassette này không? Có chứ em. Trời ơi, nhìn em biết sao. Mơ ước của chị hồi đó, lúc đó có một cái máy như thế này để mình tự tập hát, mình tự nghe và đi mua cassette. Nhưng mà lúc đó không có tiền để mua cái máy như thế này. Nên là siêu black học cái gì? Hồi đó ở làng chị là có một cái loa sắt. Sáng tầm 4 giờ, 5 giờ là cứ dậy sớm để làm gì? Ngồi nghe nhạc, siêu black học bài chị An ông Văn mùa xuân á, là qua cái loa đó. Ngày nào cũng nghe và bắt đầu 3 buổi sáng nghe là thuộc bài đó luôn. Thế và đến bao giờ thì chị mới mua được chiếc cassette đầu tiên? Chị không mua được luôn. Wow, đây cũng là một lời tâm sự mà tôi nghĩ là chủ nhân của bộ sưu tập rất nhiều chiếc cassette của chúng tôi cũng nên lắng nghe. Anh chủ nhân của bộ sưu tập này, anh ấy có khoảng độ gần 2.000 chiếc cassette thôi chị ạ. Anh xem như thế nào thì tùy anh. Vâng ạ. Ban nhạc ạ. Bây giờ ai cũng nhận đó. Hoàng Tôn với Hằng khi mà bắt đầu ca hát đến bây giờ thì chắc chắn cũng nghe chị Sue Black khá nhiều rồi. Đã bao giờ các bạn hát những bài của chị Sue Black? Hồi xưa là em đã có may mắn là được tham gia một chương trình chung với lại chị Sue Black và đã đứng chung sân khấu với chị Sue Black rồi. Hình như là có hát chung với chị Sue Black bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Dạ vâng. Còn với Hằng thì sao? Những bài hát của chị Siêu là đi cùng với em trong căn phòng nhỏ và em hát nghêu ngao ở trong phòng. Và thực sự chị cũng là một người mà giúp cho em có được cái phần thấp nó có vẻ dày hơn. Còn phần cao hiện tại chưa ổn lắm. Không sao. Chị Siêu Black cũng là giám khảo của khá nhiều cuộc thi. Để xem. Dạ, em xin chia sẻ là em đã từng thi Việt Nam Idol năm đầu tiên ạ. Dạ, và chị Siêu là chấm thi cho em. Thế hồi đấy thì chị Siêu nói gì? Em nhớ lắm nhưng em bị loại. Và chứ cũng gặp chị Siêu là bị loại rồi. Loại ngay vòng đầu tiên luôn ạ. À? Ngay vòng gặp chị Siêu là loại luôn. Tức là gặp chị rồi mới loại đấy. Ủa vậy hả? Dạ. Chị ơi, em còn không được gặp chị Siêu. Em cũng thi Việt Nam Idol và em bị rơi từ vật đầu vòng loại gửi xe luôn. Nhưng mà em không sao. Mấy em đâu cần thi những cuộc thi đó mà mấy em vẫn có thể ngồi đây. Có rất là nhiều bạn mà chị Siêu cũng đã từng nói. Có thể trong cuộc thi này nó không hợp với bạn. Nhưng bạn cũng sẽ trở thành ca sĩ. Mọi người đều biết các bạn, cho nên là các bạn đừng có lo. Sau rất nhiều câu chuyện thú vị thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hát. Và không biết là đội của Hoàng Tôn cùng với Nhật Nguyễn, các bạn sẽ chọn bài hát nào của chị Siêu để làm lại? Bài hát đội em chọn để thể hiện với cả chị Siêu hôm nay là một bài hit rất là classical rồi. Đấy là bài hát Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời ạ. Wow. Bây giờ mình sẽ cùng nghe lại đoạn mà chị Siêu hát để cho các bạn biết là ngày xưa chị Siêu đã hát bài này như thế nào. Em muốn sống. Wow. Chị có thấy lạ không ạ? Lạ với chính mình ở ngày xưa. Không biết là chị Siêu có nhớ được hình ảnh này khoảng năm nào không ạ? 98, 99 gì đó, nói trong này đó. Là tại vì hồi đó còn mập á. Với lại là chị không được đẹp như bây giờ. Ui giời ơi, tôi công nhận đấy. Bây giờ là gầy đẹp hơn ngày xưa đúng không ạ? Đó là chị 72kg đó. Mà chị muốn xuống tầm 6 mấy thôi không xuống được. Nó cứ vậy hoài luôn. Nhưng mà em khi mà 72 của chị với nhạc sĩ Nguyễn Cường. Em còn nhớ anh Nguyễn Cường bắt đầu lên Tây Nguyên và được mời lên là khoảng năm 1980 đúng không chị? Đúng rồi. Lúc đó có phải là lúc mà anh Nguyễn Cường gặp chị không? 83, hai anh em mới gặp nhau. Lúc đó anh Cường được công đoàn ở Ba Mê Thuộc mời anh Cường lên để làm một cái chương trình mà tổ chức ngay tại Hải Phòng. Lúc đấy thì mới đi tìm giọng hát và lúc đó Siêu Black đang học lớp 11, 17 tuổi. 17 tuổi. Yeah, yeah. Đấy thấy chưa, 72kg cái mặt đẹp thế. Đấy, okay. Chị Siêu Black có rất nhiều ảnh với anh Nguyễn Cường. Yeah. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã từng kể, khi ông viết xong ca khúc Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời, một người bạn thân của ông nghe xong đã tỏ ý chê bai. Thế là Nguyễn Cường ném bài hát vào góc nhà, không thương tiếc. Nhưng mà sau đó một lần thì ca sĩ Imoan tới chơi
thấy bài hát hay quá, bèn ngồi ôm đàn hát. Anh Imoan á là người hát trước, thì lúc đấy đó anh Imoan hát theo kiểu tango. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khá cao bầu trời của em, tình yêu của em, mùa xuân ơi. Thì Suzette nghĩ rằng nếu mà mình hát tango á, thì có thể là không hợp với giọng của mình. Cho nên là Sue Black mới phối lại, đánh theo rock. À, lúc đó thì mọi người đều thích bài đó, thành bài của Sue Black luôn. Nhưng mà anh Imoan là người hát trước. Có những bài hát mà anh Imoan đã hát thì Sue Black không dám hát luôn á. Tại vì anh Imoan hát quá hay. Tự nhiên trời ơi, gai ốc rồi nó nổi lên. Giống như bài mà Ơi Mơ Trắc, là bài mà Sue Black không dám hát luôn á. Gái trai quê tôi, da nâu mắt sáng, tóc dáng hiền hòa, như đứa con của Trường Sơn, trung kiên như Trường Sơn, như tiếng trống già làng. Tôi đi thân đất trời xa xôi, không nơi nào như quê tôi. Ơi mơ rằng, mơ rằng, mơ rằng. Vì là cái bài này anh Imoan hát bằng một cái gì, bằng hết cái máu của anh đặt hết vào cái bài đó. Đâm ra là chỉ cần anh kích lên một câu thôi, trời ơi, mình nghe là nó rợn người luôn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Cường trong lần đầu tiên nghe chị Sue Black hát đã từng nói rằng trong vòng 20 năm nữa chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào được như chị Sue Black. Và em nghĩ lời nói đấy không hề quá. Tôi không biết là đội Hoàng Tôn và Nhật Nguyễn các bạn sẽ làm gì để cho mới bài hát này. Em đã sử dụng thêm các yếu tố của âm nhạc Latin cũng như là âm nhạc nhịp phách của âm nhạc hip hop ạ, kết hợp với cả những cái chất liệu của âm nhạc rock để cũng như là tri ân đến những cái thế hệ đi trước mà đã truyền cảm hứng cho chúng em bắt đầu với sự nghiệp âm nhạc ạ. Một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Cường viết từ những năm 1989, tức là gần với tuổi của Hoàng Tôn. Và hôm nay thì Hoàng Tôn sẽ hát lại bài hát này. Tôi không biết là bạn đã chuẩn bị như thế nào với một giọng ca rực lửa Tây Nguyên này. Mình chỉ biết cố gắng hết sức để thể hiện hết mình và hòa nhịp được cùng với lại cái tinh thần máu lửa của chị Siêu. Vâng, okay. Sẽ cố gắng hết sức. Chị Siêu đã bao giờ song ca bài này với ai chưa nhỉ? Chưa. Tức là đây là lần đầu tiên. Đúng rồi. Wow, lại một duyên nữa nhá. Nói như vậy là tất cả mọi người đều rất háo hức để xem phần song ca này như nào. Lần đầu tiên, chị Siêu Black sẽ song ca với Hoàng Tôn bài hát Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời trên chương trình Cassette Hoài Niệm. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Em muốn sống bên anh trọn đời như núi chưa brown đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê coi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao bầu trời của anh, tình yêu của em, mùa xuân ơi. Tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng, giọt sương rơi, hey, yeah. Tình yêu tôi như dòng sông na tuôn trào, không bao giờ khô cạn. Xin mãi mãi như con sóng dài, sẵn sàng theo anh tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi, dù mùa xuân có tàn phai. Để ngày ngày mặt trời say mê coi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời như áng mây khát khao bầu trời của anh, tình yêu của em,
rơi giọt sương ơi. Hey, yeah. Tình yêu tôi như dòng rồng đã tuôn trào, không bao giờ khô cạn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dẫn sông theo anh tới nơi chân trời. Khi có nhau ta sống trong tình yêu. Cảm ơn chị Siêu Black. Chúc mừng cho Hoàng Tôn. Chúng ta sẽ mời quay trở lại Nhật Nguyễn, người đã phối khí bài hát này. Nhật Nguyễn, em chủ định đưa bài hát này về không gian nào? Không gian mà em đưa bài hát này về đó chính là cái không gian thành thị sôi động. Một cái màu sắc nó rất là hiện đại, nó rất là tươi trẻ, nhưng mà vẫn không quên được những cái tinh thần nó bất hủ mà chị đã thể hiện. Đó là tinh thần nhạc rock rất là cháy. Với chị Siêu Black lần đầu tiên hát song ca, chị nghĩ như nào về bản phối này? Nói chung là nó rất là hợp với Hoàng Tôn, rất là hợp với chị luôn. Cái đoạn đầu á là dành cho Hoàng Tôn, rất là trẻ trung luôn. Yeah, chị theo không kịp luôn đó. Chị theo Hoàng Tôn không kịp luôn á. Nhưng mà sau đó là của chị. Nhưng mà Hoàng Tôn cũng rất là giỏi nha. Cái thần sắc mà một ca sĩ phải có ở trên sân khấu. Yeah, yeah, chị nghĩ là em còn với Hoàng Tôn thì sau khi đã thở phào nhẹ nhõm hát cùng chị Siêu Black rồi thì lúc này cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc rất là vui tại khi mà lên trên sân khấu thì ngay lập tức là mình bị cuốn vào cái năng lượng của chị Siêu và của năng lượng của bài hát. Diễn cũng một cách hết mình nữa. Chị Siêu rất là thân quen với mình như kiểu mẹ của mình ấy. Trời ơi. Okay. Yeah. Đó, bằng tuổi luôn đó. Bằng tuổi con bằng chị tuổi luôn. Thằng đầu luôn đó. À thế hả? Ừ. Anh Phương ơi, anh Phương thấy phần biểu diễn này như thế nào? Lâu lắm mới được nghe chị Siêu hát thì vẫn có cảm xúc giống thời 2000 chị em mình đi diễn với nhau. Và lại cộng thêm cả giọng Tôn cũng bất ngờ. Mình không nghĩ giọng Tôn cao mức độ đấy, thế là chắc là cũng được truyền lửa từ chị. Bản phối này thì nó hơi trúc trắc một chút và có phần hơi tham vọng vì bạn ấy trẻ, nhưng mà tất cả đều hợp lý cả. Và phần khó nhất của bài này thì phải hỏi anh Quốc Bình. Thực ra là như anh Phương đã nói thì là Nhật Nguyễn cũng hơi tham vọng đưa bài này với rất là nhiều màu sắc, như là mở đầu thì lại là Latin, sau về sau thì lại quay trở lại basic rock, sang điệp khúc thì lại chuyển sang sharp, để lại hình thức mới mà các bạn trẻ bây giờ hay sử dụng. Rõ ràng thì vẫn giữ được cái tinh thần của bài hát, cái sự thử nghiệm thì cũng nên, mà đặc biệt là đó lại là một cái đề bài làm mới một bài hát cũ. Tôi nghĩ thì đây cũng là một cái thử nghiệm rất là tốt của Nhật Nguyễn. Các anh ấy nói là tham vọng một lát nữa ấy, bài kia của các bạn ấy làm dễ hơn chút xíu chứ đừng làm khó ban nhạc như thế. Các anh ấy nói khéo thôi, rất là dự ý đấy. Là các bạn tham vọng đấy. Phải nói như này, phải nói là thực sự rằng là một bài phối mới luôn á. Vâng. Nhưng mà ban nhạc chơi hết sức. Không, là ban nhạc này là chuyên nghiệp nhất Việt Nam rồi. Hôm nay em nghĩ là một phần thể hiện cũng rất là trọn vẹn rồi. Bây giờ thì các bạn có thể yên tâm về vị trí của mình để chuẩn bị thưởng thức phần sáng tạo của đội bên kia. Tuấn Nam là một nghệ sĩ nhạc jazz. Tôi không biết là bạn sẽ chuẩn bị gì cho bài hát của đội mình và các bạn sẽ chọn bài hát nào? Đội chúng em chọn ca khúc Ly Cà Phê Ban Mê của chị Siêu Black. Cũng hơi liều đấy. Các bạn tôi thấy đều liều cả. Toàn chọn những bài nổi tiếng nhất. Người ta đã định hình ở trong lòng khán giả rồi. Nhưng mà để nghe một không gian khác thì chúng ta lại phải nghe bản cũ đã. Yeah. Em mời chị nghe lại chính giọng của chị ạ. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh. Bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh. Có lẽ là bài hát này đã gắn với tên tuổi chị Siêu Black trong suốt bao nhiêu năm qua. Và nó cũng rất đặc biệt. Bởi vì theo em được biết thì đây chính là tên của album đầu tay của chị đúng không ạ? Năm 1999. Yeah, vâng. Chính xác là tại vì cái năm đó là cái bài hát này bắt đầu là Siêu Black mới hát. Nên là Siêu Black lấy tựa đề Ly Cà Phê Ban Mê luôn. Đó là cái đĩa đầu tiên
đầu tay của Siêu Lanh. Yeah. Vâng, anh Im Oan đã từng hát bài này. Anh Im Oan lúc đó là anh hát theo thể loại là tango. Ừ. Thì Siêu Black cái tango lúc đó anh Oan hát thì cũng thấy hay. Nhưng mà mình chuyển sang rock ballad. Yeah. Đó là mình cứ tự nghĩ thôi. Cho nên là Siêu Black mới nhờ Sài Gòn Boy là cái người đã phối bài hát này cho Siêu Black. Thì lúc đó là thay đổi mà khán giả người ta lại nhớ cái kiểu Siêu Black. Chị đã hát từ rất lâu rồi, từ năm mười mấy tuổi. Tại sao đến tận năm 1999 chị mới cho ra đầu album đầu tiên ạ? Phải nói là lúc đó là Siêu Black đi tìm việc. Siêu Black lúc đó là chân ướt chân ráo, đúng một mình rất là muốn đi vô Sài Gòn để coi thử là tôi hát có hợp không, người ta có thích tôi không. Em có nghĩ rằng khi mà chị bước ra người ta cười chị, mình hết hồn á. Ủa, người ta cười gì vậy ta? Đâu có biết, lúc đó là mình quá khổ mà. Người ta chắc lẽ là người ta cười mình, ca sĩ gì mà xấu dữ vậy. Hát xong lặng khoảng mấy giây á, nói xong rồi Siêu Black sẽ không hát ở Sài Gòn nữa, tại vì không có tiếng vỗ tay nào hết. Là mình nghĩ lúc đó là sẽ giới thiệu bài thứ hai để hát tiếp, hát cho xong để vô. Thì lúc mà Siêu Black là định giới thiệu bài thứ hai thì lúc đó người ta vỗ tay. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là ok, được chấp nhận rồi. Yeah, tôi sẽ hát ở Sài Gòn. Yeah, chồng Siêu Black nói là nếu bà thích đi hát, bà đem luôn hai thằng. Ok, tôi làm được hết. Ngầu đấy. Rất ngầu luôn. Chị lúc đó chị cảm thấy chị ngầu lắm. Sau này thì em biết rằng là nó rất là cực. Nhưng mà khi cầm micro quên hết luôn. Quên hết. Hát cứ máu, chỉ cần người ta vỗ tay và người ta chào đón mình như thế nào mới là quan trọng. Còn lúc đó Siêu Black đem hai con không? Bao nhiêu thứ nó đổ dồn vào lúc đó. Mà chị không biết là chị uống thuốc gì mà chị mạnh mẽ thế. Cứ tối cầm micro là người ta đâu có nghĩ mình có hai đứa con đâu, cầm micro hát máu cái đã rồi tính sao. Vâng. Con khóc nheo nhóc cái. Nhưng mà học được cách chấp nhận như chị Siêu Black là vô cùng đáng quý. Chấp nhận để mình cố gắng theo đuổi đam mê và vươn lên trở thành một chị Siêu Black. Yes. Ngày nay với tên tuổi đó thực sự là quá ngầu. Yeah. Rất mạnh mẽ. Wow. Tôi thấy Hằng đang rất xúc động. Em chị ơi, em cũng đã có làm mẹ và em hiểu cảm giác của chị. Em chỉ mới có một bé thôi nhưng mà chị mang tận hai bé đi biểu diễn. Em phục chị, em thật sự rất là phục chị ạ. Dạ, bởi vì làm mẹ mới biết được là trông con cực thế nào, chăm con mệt ra làm sao mà hai đứa bé, hai em bé rồi ôi lại còn đi ra hát một mình, một thân một mình. Em thật sự rất là khâm phục chị ạ. Không, mà nhiều lúc chị nghĩ lại chị không biết là chị có cái máu gì đó làm cho mình bất chấp tất cả, chỉ cần cầm micro hát là thấy hạnh phúc và vui rồi. Trong rất nhiều năm vẫn luôn luôn giữ được nguồn năng lượng đấy, vẫn luôn luôn giữ được giọng hát đấy. Đã bao giờ chị cảm thấy không muốn hát nữa chưa? Khi mà mình nằm mình đau á, muốn hát không hát được. Trời ơi, tự nhiên là Siêu Black khóc rất là nhiều, cảm thấy mình sẽ bị mất một cái gì đó trong cuộc sống mà cái nghề hát là cái nghề mà mình yêu thích từ bé cho tới bây giờ. Siêu Black năm mươi mấy rồi, cũng gần 60 rồi đó, mà cứ cầm micro lên là hát là quên sầu luôn, quên buồn luôn. Mà bây giờ ví dụ có một ngày mình thức dậy hát lên mà mình không cất giọng hát được thì mình cảm thấy rằng cái sự mất mát rất là lớn. Mình nghĩ rằng là Chúa ơi, nếu mà con còn sống á, cho con được hát. Chị đã mang câu chuyện rất hay của mình đến với chương trình. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã từng chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Ly Cà Phê Man Mê. Đó là một ngày đầy nắng giữa mảnh đất Đại Ngàn. Ông tình cờ chứng kiến một câu chuyện tình của đôi nam thanh nữ tú bên ly cà phê. Họ cuốn quýt không rời. Và chỉ như thế, Ly Cà Phê Man Mê đã ra đời với hình ảnh ẩn dụ, ánh mắt soi trong ly cà phê. Ông viết bài hát khi đã đến Tây Nguyên đủ lâu, đã hiểu Tây Nguyên đủ sâu và đã thấm được chất của vùng đất Tây Nguyên. Nên chỉ cần một chất xúc tác, tất cả những đắm say trở thành câu hát. Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết rất nhiều bài hát về Tây Nguyên, nhưng có điều rất đặc biệt. Các bạn có thấy không ạ? Hầu hết các bài hát với chất liệu rất Tây Nguyên, nhưng lại không có chữ Tây Nguyên trong đó. Như thế thì để chúng ta thấy được rằng người nhạc sĩ đã gắn bó với mảnh đất đấy, thấm đẫm tất cả những chất âm nhạc đấy. Khi ông viết ra người Tây Nguyên như anh Im Oan, như chị Siêu Black, thì họ cảm giác được ngay là đang sống trên âm nhạc của mình, trên vùng đất của mình. Bây giờ quay trở lại với đội của Nam và Hằng. Không biết là các bạn đã chuẩn bị cho ly cà phê đậm hay là nhạt, hay là có trứng không?
Ra một ly cà phê cũng rất là ngầu, rất là ngầu như cái chất của chị Sue Black. Yeah. Và thực sự là em cũng rất là thích cái giọng hát của chị, có đầy tính ngẫu hứng. Nó rất là nội lực và nó rất là bay và rất là feel. Còn với Hằng thì sao? Bạn đã chuẩn bị để hát song ca với chị Sue Black như nào? Dạ, đây là một áp lực vô cùng lớn anh ạ. Và một vinh dự cực kỳ lớn nữa luôn ạ. Nên là em áp lực lắm anh ơi. Mong rằng là hai chị em mình sẽ hát tốt bài hát này. Mặc dù là bài này mình hát bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà thay đổi nhạc đó, nó giống như một bài hát mới vậy đó. Cho nên là chị cũng đang rất rung em ạ. Em cũng đang rất hồi hộp không biết là Tuấn Nam sẽ làm gì để cho chị hát được. Bởi vì bài này đã quá quen thuộc nhiều năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của ca sĩ Sue Black, Hằng Minh Bong, trong bản phối của Tuấn Nam, bài hát Ly Cà Phê Ban Mê. Woo! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ôm nhau tình cảm quá. Bây giờ hết run chưa? Dạ, vẫn còn run nhưng mà tích cực ạ. Tích cực? Dạ. Chị ơi, bản phối của Tuấn Nam có làm khó chị không? Mới đầu hơi khó đấy em. Dạ. Nhưng mà sau khi mà chị nắm bắt rồi á, thì chị nhai luôn. Vâng, chị nhai luôn. Nhai bài phối của Tuấn Nam luôn. Tuấn Nam ơi, em lên đây xem chị thank siêu rách nhai như thế nào. Dạ. Wow. Chúc mừng Nam. Anh thì thấy là em đưa chị siêu rách đi hết từ smooth jazz, rồi funky, rồi rock and roll. Em đưa hết cả vào nhở? Em cũng hơi làm khó ban nhạc ấy. Có khó không ạ? Hay là các anh có vẻ là feel theo hơi không, nhiều? Không, ban nhạc quá feel luôn. Thật ra là em rất là cảm ơn anh em ban nhạc. Yeah. Mọi người đã thực sự là thể hiện được cái tinh thần của cái bản phối rất là hay. Yeah. Vâng, chị Siêu Black thấy ưu điểm của bản phối này như thế nào? Thực sự là mới bắt đầu thì khi mình nghe là chị phải nghe cô bé này hát như thế nào cái đó, tại vì giờ này cô bé này hát hoàn toàn khác và theo cái kiểu cô bé cảm nhận bài hát này, nhưng mà sau đó chị mới nắm bắt được nào khi sau thì nó giống như là nó nhập vào người chị luôn đấy, là chị nhai em luôn đó. Còn ý kiến của anh em ban nhạc nữa, chúng ta sẽ cùng xem họ nói gì về bản phối này. Trước tiên phải nói bản phối này là tuyệt hảo. Lần đầu tiên bài hát này được chơi theo loại nhịp như vậy. Chắc là Tuấn Nam cũng nghĩ bọn tôi thế nào đấy làm hơi dễ. Một chất rất là phương Tây, tức là giống như là một thoáng Chicago ở Ban Mê ấy. Hình như anh Phương có ưu ái Tuấn Nam. Nhạc sĩ được đào tạo nhạc gia hàng đầu Việt Nam như này mà lại bảo anh ấy làm mới, mà anh cho ra và anh làm thì làm sao mà chịu được. Vâng, anh em, đúng anh rồi. Em ở cùng khu ạ. Đấy, biết ngay em. Chị Siêu cũng là truyền cảm hứng rất nhiều cho em, vì cái giọng của chị là thật sự là rất là hợp với nhạc jazz, blues, jazz và rất là feel và rất là cái gì đó rất là tự nhiên. Và bạn Hằng thì em cũng được biết và làm việc với bạn ấy cũng cách đây lâu rồi. Một ca sĩ trẻ mà hát dòng R&B cũng rất là hay và giọng rất là truyền cảm. Ánh mắt soi trong ly cà phê. Phải hiểu nhau như nào thì họ mới đưa ra được những bản phối như thế. Bây giờ một lần nữa xin được chúc mừng Tuấn Nam và Hằng, đội các bạn đã hoàn thành phần chơi thứ hai của mình. Bây giờ sẽ là một phần khá là khó khăn, nhưng mà không phải khó khăn cho hai đội mà là khó khăn cho chị. Đúng. Chị sẽ phải chọn một đội mà chị cảm thấy mình có nhiều cảm xúc hơn trong phần biểu diễn của họ. Thực sự ra để mà chọn thì là mỗi em đều có một chất giọng, đều có một cái style diễn riêng. Chị muốn nói ở đây là bản thân chị hát feel với người nào hơn. Bạn phối mà em muốn sống trọn đời, bạn phối của em Nhật, nói chung là chị rất thích. Thực sự rằng là nó không làm khó chị, nó không làm khó chị lắm. Mới bắt đầu thì chị nghe nó lạ tai, khi mà hát rồi thì chị cảm thấy nó trẻ trung hơn, nhẹ nhàng hơn. Bài phối của em Nam chị cảm thấy nó lạ. Cảm thấy bài nào hơn? Chị cảm thấy bài Ly Cà Phê. Xin chúc mừng Tuấn Nam và Hằng Minh Dông. Các bạn đã có thêm được 2 chiếc cassette vàng của chương trình này. Em nghĩ có khi là sau đây nếu ai mời chị hát Ly Cà Phê Ban Mê, có thể chị sẽ dùng bản phối này. Đương nhiên. Nam có đồng ý luôn không? Em ơi, em nhớ gửi cái file đó cho chị. Chuẩn luôn đó. Lúc đấy mọi người sẽ nghe Ly Cà Phê Ban Mê. Và họ sẽ rất là ngạc nhiên nha, nếu như mà chị hát theo cái bài phối này của Nam. Và bây giờ thì chúng ta đã sắp phải chia tay với người ca sĩ đầy năng lượng, đầy lửa này. Chương trình cũng có một món quà.
Anh, ok, cảm ơn tiếng em. Lòng của em đã được nghe. Cảm ơn Tuấn. Nói chung là cảm ơn. Yeah. Wow. Thế là cái băng này đúng màu đỏ nhá, là yeah. Đúng ngọn lửa Tây Nguyên okay. Của chị nhá. Nói chung vậy nè, chị tưởng là chị sẽ bỏ vô trong tủ vậy chân thôi, nhưng bây giờ chị có cái máy rồi chị sẽ bỏ đây chị nghe. Chị ơi, album này rất hay cho nên chị nên nghe. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cũng như là cảm ơn món quà của nhà sưu tập cassette. Chúc chị sức khỏe ạ, chúc gia đình chị luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui. Dạ. Em cảm ơn anh. Và đây là món quà từ chương trình cassette hoài niệm và đặc biệt là chủ nhân của bộ sưu tập cassette gửi tặng chị Sim Black. Yeah. Xin chúc mừng chị. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Thủy. Và bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng ra đây chụp ảnh cùng chị Sim. Em có hương siêu cần say bên sao.